Xin chào quý vị và các bạn. Trạng thái rét khô vẫn đang bao trùm Bắc Bộ. Sáng sớm mức nhiệt ngoài trời thủ đô Hà Nội lúc này chỉ từ 12 cho tới 13 độ. Còn tại miền Trung, mưa ẩm khiến cảm giác rét buốt cũng duy trì. Mức nhiệt tại thành phố Đà Nẵng sáng nay chỉ từ 18 cho tới 19 độ. Ngay cả ở phía Nam, người dân thành phố Hồ Chí Minh cũng cảm nhận được rét nhẹ khi nhiệt độ sáng nay chỉ quanh mức 20-21 độ. Buổi sáng rét là vậy, nhưng đến trưa nay trên toàn khu vực Bắc Bộ trời lại có nắng khiến nền nhiệt sẽ tăng nhanh. Mức nhiệt trưa nay phổ biến từ 20 đến 22 độ, một số nơi khu vực Tây Bắc thì nhiệt độ sẽ cao hơn. Quý vị lưu ý là độ ẩm không khí thấp nên trời rất hanh khô và chú ý phòng bệnh về đường hô hấp trong thời tiết này. Với Trung Bộ, đến trưa nay khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh trời cũng rét khô với mức nhiệt từ 20 cho tới 22 độ. Còn tại khu vực từ Quảng Bình trở vào đến Quảng Ngãi trời nhiều mây, vì thế mức nhiệt cũng không tăng nhiều, phổ biến từ 22 tới 24 độ. Còn ở khu vực từ Bình Định trở vào tới Bình Thuận, trưa chiều nắng nhẹ, nhiệt độ duy trì trong khoảng từ 25 cho tới 29 độ. Ở phía Nam, trưa chiều nay, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cũng bừng nắng, có nơi nắng mạnh nên mức nhiệt cao nhất cũng tăng nhẹ, phổ biến từ 25 cho tới 29 độ tại khu vực Tây Nguyên. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh thành Nam Bộ, mức nhiệt phổ biến từ 30 đến 32 độ, có nơi mức nhiệt cao 33 độ. Trên biển trong hôm nay, khu vực Bắc và giữa cũng như phía Tây của khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa và phía Tây huyện đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau đều có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng cao từ 3 đến 5 mét, biển động mạnh. Như vậy là sau một buổi sáng trời lạnh và rét thì trưa chiều nay nắng sẽ lại xuất hiện nhiều nơi, khiến chênh lệch nhiệt ngày đêm lớn. Quý vị lưu ý để lựa chọn trang phục cho phù hợp.